chẳng lấy chân chỗ mà đào module tìm mối này xin xin này vẹp bí switching routing hai nâng vài lại essential version tìm bờ nếu nó mà chủ tìm mối yên nâng riêng vì basic device configuration nếu cái chữ objective robot mê riêng mối nâng cái chọn là dương đấng thả ta dương về dân bằng switch to bộ dân cua configure ấy khác dân trả bạc của mình ấy khác làm bệnh configure thì bị cứ dân ách riêng bị ca configure switch port thì bấy dân nâng riêng thua secure remote access bạn này thả bật tốt bị dân download console hai dân configure SSH record tenant dân ai remote được can switch device nâng bị chung ngay chân bạn này thì dân ở trăm bạch cho tự đọc sai cho mỗi switch đến thế dương còn tại miền IP connectivity thế cứ dương access từ vị bàn này và tóm lại tiếp dương miền basic router configuration chẳng đôi chút bị đa dương riêng thật ta dương tự configure router mấy về tập bộ bên này là basic configuration thì trong bài chóp cứ dương nâng riêng verify directly connected network dương dương nâng riêng lũng bạch nâng cao mốc chẳng là dương vô đần ông bị ca configure switch nữ initial setting chứ muốn nâng dương vô lòng bị ca configuration từ lưu switch dương trở vô phong đai bị process boot up rồi switch chứ nâng nâng switch device bị ọt copy computer bởi dương này bên nà để bị chọn boot cứ việc trở tại từ chạp vô operating system à lỡ nhóm gì khi nâng contact computer dương sân cứ computer mỗi bên là đã dùng cho power on computer nâng thử check up nơi component computer nâng off đâm bày đăng thả ta component mùi nát fail tôi mới tiết bỏ ở đây tế viên boot up window viên nâng show mà dưỡng thay dưỡng ai phải là bạn nâng nâng switch out copy computer bởi dưỡng switch có mình operating system mùi này chứ tôi bị dùng power on switch nâng switch nâng thưa là bỏ pram giang đảm bầy ở dân pram môn bê đại dân pram bán biệt thưa là bỏ pram giang tí mùi bê đại dân cho power on phim switch nâng thưa càng nghe mối chung thà post cứ power on self test nhưng à power on self test nâng cứ pra đảm bầy detect CPU detect RAM detect component same được chỉ flash same đảm bảo make sure tha component tụng ổn ai cần để chụp này bán bên nào đại component tụng ổn ai cần để chụp này bán nhưng trong bên này tha switch nó cứ ok ấy. Component physical cứ ok cho là step tiếp switch nó nâng boot up software bọc luôn đã store tục nực nông ROM store tục nực nông read only memory trong bên nào store hỏi vì nâng ra nâng nâng bên nào chạp bán hay vì nâng ra nâng thì bây cứ viên nâng perform low level CPU initialization chẳng mà này đã viên nâng initialize CPU register đâm bây cầm nọt RAM mapping xem xế đâm bây ở OS nâng ta thì bốn cứ viên nâng initialize flash bạn này thay vì chạp vô flash đôi chỉ OS đấy nhưng anh chỉ thả OS của bạn đấy vì system board đâm bây bị boot up lại chẳng trong cho bên này đã bị chạp flash ở boot up hết chứ ngài boot order nâng ai locate rồi có load flash system load operating system software và tổng mật tiết switch nâng ai boot up operating system bộ này bạn chẳng vì mình lạc lại chỗ này nâng nông ca configure boot up command nhưng có ai prap switch thả ta của boot up bí file mùi nè chân cái này dân ai cũng nọt tha switch nâng thử ca boot up trên bí flash mùi nè chân riêng rõ bê để dân chọn apply update configuration ấy cứ dân ai đô nâng cái này bán dân download tại file mây nà mùi dân đã ở việc boot nâng bê nâng dân đã ở việc boot bí path nâng chân bên này tha riêng rõ bê dân reboot switch nâng thử ca boot up flash đã dừng đã thầm mây nè, ok?
Chứ này còn ta chỉ switch LED indicator đấy. Ta ta bỏ mùi mùi từ ta mà xo ní bùn nàng ở ý kí. Thì mùi miền system lead chẳng với ta system năng working properly on, mi power on năng redundant power supply ấy, same thing. Chẳng kì này dương ảnh năng ạch mực luôn ai bát mình chỉ có bà thì ủ thịt được miền POE on, ấy, same thing. POE này, bản thân chúng ta dùng ở đây là tích, nhưng mà chúng ta dùng khám tích. POE nó bị bình viết cứ Power Over Ethernet. Chúng ta này là bộ phần switch khác, cứ ai chia POE switch. Đã ra switch tầng ổn nâng, ai bị chun, mẹn bị chun tại network ấy. Network connection này, vì bị chun tầng power tích. Chúng ta ổn bằng mà chúng ta đối chìa access point, đối chìa IP phone mà chúng ta đối, hai nâng camera. Cứ về support PoE. Chứ switch bộ phết nâng ai anh nhạt ôi via power từ đó từ ôi access point từ ôi camera em xin xin mạng. Chẳng lại này còn ta chia ta ráng robot switch indicator đấy. Miền bỏ bài tong luôn cho những cái blinking green mà này ta về lộ bài tong plup plup plup. Về trai chứ mùi nâng cái amber nâng lộ bỏ riêng cả hôm từ cổ blinking amber ความ the growth ทั้งวินมีในเกณฑ์จังคือยังอาจมือตารางในขนมบ้านไกลนี้ยังอาจ recover from system crash ในขนมไกลนี้บางส่วนยังมือสตับเกมเราต้องดูประบาดโจละปัตย์ยมเลือดจัดเอาในต่างออกนี้ทุกคนไอ้ตัวในขนม packet tracer ก็ยังอาจทุกบ้านได้ไปยังจัง recover และขนาดแบบนั้น chúng ta tìm mối đại khái dùng trong recovery mối mình thay switch mình thay router thế dùng từ đây console với console cứ chia our band management vì ở trên cái network connection thì khi về trên cái đặt sai đào trên vì computer bây giờ chỗ từ đào đi vào này dùng internet mà này chẳng tìm mối đào console về dùng cái console bàn hai tiếp đi dùng từ đó lên bị switch or bị boot up bây giờ để về boot up dùng chạm đam cho hai bút tông này thì cho nên là chuyện tổng này chuyện bút tổng nâng á rồi dạp bên đọc prime second là hốt to tài system nó flash green plup 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 dương bà lên màu bình thì bùa nè thì dương bà lên vì màu bình hai viên nâng bút cho ta đó switch load bù loader đó mà tiếp nhận vai cầm mình đĩa đảm bởi show option chúng ta show option nâng hai dưới nâng miền list file là dưới ai recover bàn là không nè ok mùi tiết dưới dưới ông bì switch management access chúng ta này tha tập bộ một phút bì dưới miền switch enterprise bộ switch enterprise switch mà này tha dưới tập bộ vì ở miền IP dưới lock chỗ lên chỉ tôi tới dưới practice console là bay lock chỗ switch vào phía nâng cho nên nó lại nè cái tham ấy đảm bảo pair remote management thì mỗi dùng từ đặt console của anh sẵn đảm bảo cái này chút switch bên này để dùng cho người switch những ai remote bị chung ngại bán tam được IP connectivity chẳng xảy ra dùng từ thứ khi dùng từ đặt IP ao switch mỗi lần ok hai bản thân chỉ dùng cho mình để việc pi remote network diamonds thật nơi không switch network thành thế dùng tới tai mình kể về tiếp nơi không switch layer 2 bên này để dùng cho các virtual interface bộ biết cứ à virtual interface cái ao chúng ta SVI switch virtual interface chứ hạt switch virtual interface nó dùng IP là lớn bằng bộ ấy bà dân cứ thay đổi switch layer 2 chẳng mạch bàn về support IP address bà chỉ dân mình dùng ngọt bàn nâng bà tay nếu có switch layer 2 cứ dân ai bà cắt virtual interface để hai thay SVI nâng bàn này dân ai assign IP ôi SVI interface nâng chẳng mà này thay SVI interface nâng vì ai mình connection chứ mùi nâng nên bà cần cài bàn này bà tay sẽ để dân complete mục tiêu cứ dùng từ đặt gateway ở switch nè, bản thân chỉ dùng trong ở việc từ
thằng cái bạn complete comment IP default gateway đâm bây giờ switch trên được các bạn chẳng cái này cứ chịu thì họ switch SVI configuration chẳng là không cái này step thì mỗi cái ở dưới configure management interface chẳng cái from VLAN interface configuration mode an IPv4 and subnet mask is applied to a management SVI of switch. Cho nên trong cái này dương ai configure nó VLAN mới của bạn. Còn tại bao nhiêu lỗ dương ai bắt VLAN đặt lại mới đảm bảo đa tu chỉ switch virtual interface. Chẳng ưu tiên họ nhóm ai bắt VLAN lệ hạ sắp đảm bảo đa tu chỉ switch virtual interface. Chẳng vừa rin rõ bê đầy nhóm chọn connect to switch nhé. Nhóm ai thử IP connection nhưng mà thử ASH có thể nét cho tới switch nâng tam là dạng IP nâng trên đất lâu lãnh cái nô thà SVI xâm rạp VLAN 99 ở PAP rồi hồ đó thà VLAN 99 trở bàn create trên cái lãnh cái này trong rạp dân thà bà dân chìa dương ở bàn bà kết VLAN 99 tê dương cổ tay bà kết SVI xâm rạp VLAN 99 chẳng state of the week là app tòa tài dương miên VLAN 99 sân bằng dương bạc SVI xâm rạp VLAN 99 nâng bạc ok chẳng này cứ chia configuration mà chẳng tầng IPv4 tầng IPv6 chẳng này nhóm màn dây khẳng đam chẳng bên này để dương chọn bạc SVI xâm rạp switch đảm bảo ai main connection cho mà bị càng cái được có càng không broadcast domain được nhé nhưng ai vậy bị interface VLAN cao sớm muộn chứ interface VLAN cao sớm muộn á bạn ấy đang dùng bậc SVI VLAN cao sớm muộn chứ bây giờ bậc virtual interface hàng hai nhưng ai đặt IP ở về nhưng đặt màn các bạn đấy về sợi từ lựa cái design IP bây giờ từng IPv4 từng IPv6 hay không switch mà chỉ nói duyên trở thành phải có một no shutdown anh có ai biết vị trí best practice đấy của AV ai shutdown by default cho nên phải có một no shutdown là phải prevent anh dừng end dừng save configuration copy running config startup config anh ấy cứ xây đầy nhung dịch lượng kháng đám bên này để dùng chọn ở switch nâng tụ tụ ban connection bị khang cái bạn thấy remote network network khóc ní dân trời ta đặt default gateway về chẳng switch ở copy router xong rồi ở copy PC bây giờ này rồi có tu sạp bây giờ này vì trời cả gateway đảm bảo ai access tới cái remote network bạn cho nên bây configure remote network ai access ai switch những ai ai remote network access học bạn nhưng trời đã đặt default gateway về chẳng comment line cứ dân chỗ từ đó global configuration mode dùng by IP default gateway hay IP để dùng chọn đã. Bởi chân chỉ dùng chọn show IP tầng off để mình được switch nó dùng ai prior comment show IP interface brief. Chẳng việc prap dùng ông bị interface IP address việc prap dùng bị method thả ta via G manual record dynamic bằng này DHCP status via down status này cứ chọn dùng đại tới status L3 status xong tục physical status bên này ta anh đang trở bàn down này trở bàn down chi layer 1 này protocol cái này cứ về sợi từ lơ IP này bản thân cái này IP bên này ta protocol nó chỉ L3 chứ bản thân chỉ L3 nó ngặt app ta physical có việc đa này lúc ra ta bị app bàn đa ok chứ những ai phụ nó không lẹp bán bắt đầu mà tiếp nó không chỉ là TP, tầm khăn nó không mới riêng nữa, riêng riêng làm việc cả configure switch port. Chẳng muốn những riêng riêng đào cả configure switch port, hay là những gì bị duplex communications anh. Nó không CCNA muốn những bạn riêng làm việc duplex hay là half duplex. Chẳng duplex communication anh. Bạn này tham dân communicate receive hay nâng transmit play khóc nè
có bao giờ dùng răng lực sai thì mũi có vận tải transmit and receive trong bàn bàn chạy hiện đại chứ mà này thà việc cứ chia bi-directional communication. Ok, mũi tiết full duplex up at thua ở mình collision card line bối switch topology ở lời switch mũi mũi cứ sốt tay mean collision domain đại đại có bắt đầu mean broadcast domain tầm mũi vận tải collision domain đại đại chứ mà này ta port mũi hay là port b cứ mình start nước nông broadcast dom collision domain được như thế. Ok, chứ kita unlike full duplex half duplex cứ unidirectional chứ half duplex biết sẵn là mật tư hệ pena đã mean divide nước nông network đang send nước nông p tầm mũi viên nên thua mean collision. Bên em mình collision, bên em thua mình traffic congestion. Chẳng bà này ta half duplex nâng, bia bà kai đoàn miễn performance issue, bà này ta performance bộ network dưỡng ở lo tế, bên em đi dùng pra half duplex. Nó cần gigabit ethernet, đọc gigabit network interface card, trai ca full duplex connection đang bị operate. Chẳng nơi khả năng full duplex mode collision detection trở bán đi disable. Chẳng full duplex offer 100% efficiency in both direction. Chẳng sẽ để dùng bà rộng này cứ sốt ta chỉ full duplex. À lấy những dùng bị ca configure switch port nơi lưu physical layer. Nơi khả năng configuration dùng add specify the duplex high speed. Vẫn tay by default cứ duplex nâng auto bên này đều bị auto vì bà có chỉ dùng full này. Speed cứ dùng add specify bằng này nơi ground interface bằng tay bây giờ specify nâng mình bà này tha port nâng mình chỉ dùng specify mà rồi mê tới vì đa tầm mà rồi mê mình chẳng hay anh ấy còn chỉ đồng lấy để đặt nơi lưu port nâng để ai dùng tầm bà bán nơi không lại khám xin tiền đã khi dùng điện thoại đó đối chiếu nó USBF cost calculation này chỉ đam anh ấy dùng dùng pin basic command line nó không switch dùng là đã duplex full dùng là speed mode rồi như thế về là dùng cho từ đó interface configuration mode những cái feature mới tiết đã mình chúng ta auto MDX nó ban này thà VLAN bạc can crossover rồi có straight through tiệt đấy. Cả pi lực môn bản thân dịch dương thọp liên concept nâng nông xí xí này lực môn môn rồi có network concept môn môn xài straight through hay nâng crossover cứ chỉ bị phép xài khóc này chẳng lẽ khăn này cả bà viết cứ khóc này bản thân chỉ dương connect router to router dương bà crossover router to switch bà straight through chỉ đam. Chúng ta đã xa dựng miễn feature mỗi đi miễn chúng ta auto MDX. Feature mỗi nâng cứ vì ai auto MDX chứ rồi bằng phết medium interface nâng ở trầm trời. Chứ mà này ta riêng rõ phê để dựng đạo đó lợi dựng lên khoa ta bia chia crossover hơi được có strict rồi. Đã xa tại feature nâng vì auto MDX select ở dựng chân dựng chụp khoa từ đây strict rồi connect P router to router có đá connect P router to switch có đá P computer to router có đá chân dừng lên khóa làm P crossover hay nên straight through tiền này chân anh ấy cứ chia switch verification command mạch nguồn đối chứ show startup show run show flash version history chứ đám chân anh ấy dừng ai tè lên lấy nực nó lại bởi dưỡng còn chung phái cứ show mark address table dương ban điện pi CCNA này mùi hay ta mặc thêm bộ vi miền tiền mấy ta vi miền giá sẵn khăn mấy xong đọc switch dương chô mà đo cái này dương ai verify port configuration ban ta mở dạ comment show run config show run config ban này ta show raw configuration để dương ban config hay tổng off nó không switch nhé. Chúng ta dùng trong đăng bộ miễn mà dùng luôn để tôn chung mùi port na mùi rồi switch
dừng ở vài show interface hay dừng specify port năng. Ủ tí hoa cái này ní dừng specify port số đập bầm bầy. Đặc nông nó miên bộ miên dùm khăn mà chúm nguồn đối chìa physical app art, protocol app art, ta port năng miên speed bầm man, miên duplex ấy kê half record full ấy chìa đàm chân vì miên xung đoạn khăn này. Cái này ní cái trong hai dương ông bị cả show interface đảm bay locate issue mà chính luôn trên cái này bây giờ chỉ mình issue ấy vì nó show up cái này nè bây giờ chỉ mình error disable bây giờ chỉ mình protocol up rồi còn down như là mở nó không nên tới dừng đến status bao vậy anh ấy cứ chỉ riêng advantage vận tải vì chỉ còn sắp dùng từ ngày cái đó dừng lại mưa nên ở đằng đằng tới giờ ai phải comment show interface đảm bảo show form mình nó ổn khăn cái đó thì cứ dừng ai khi biên cho rằng được chia three input error COC frame overrun ignore app same thing collision interface reset app same thing cho nên cứ chia form mình advanced đã được không mê đến khi mình sắc xa sử dụng ở đây vận tải dừng còn đằng tháp bên mình là một ngọn lần thơ mà trên đặc lại này cứ chỉ description mà chỉ nguồn để tôn chỉ mua nâng ad là bỏ tỏng ở nâng phần tay dưới mình từ sắc xa suy chung rơi lưu viết đi bên nhóm chuộc thời cao tốt nhóm ai dễ thay mỗi này xung khăn với bên này đẹp xài ở đa được gọi xài đang ở sưu lấy vì ai bà nhà hả màu bì COC mình bà nhà hả màu bì COC thì COC này cứ chỉ indicator mỗi đạt prap dân thay xài nâng bà chỉ mình bà nhà hả được có module ấy cũng miễn bằng hàng lưu physical này. Trên COC nó cứ chỉ error mà dán đã chân tới nó phải đã calculated check sum cứ ở đâu chỉ mỗi nâng sẽ đã receive màu cho mà này thật vì ai lost vì ai chân tới có COC nó cài này ok cho nên nhóm xong tới mục tiếp nhưng nâng mình ẩn tiền nâng tí cái này cái trong prap dưỡng ông bị run frame, giant frame và COC error. Trên COC error cứ đổi xảy ra nhóm bàn dây khẳng lời chứ. A run frame, khi ta vị trí Ethernet frame, đã tất nhiên học sở bốn bài. Hai bà dân chìa dân chụp cho mỗi năng sử malfunction network interface card. Dân nâng khơi a run trả ra đây. Chúng mình đã bật network interface card dùng ở lỗ vì nó khuyên ra nên chẳng chúng ở với giant giant nó cứ chỉ Ethernet frame đã thông chiến maximum allowed size chúng mình đã bật dân chỉ frame dương allow tại mà rồi hạ sập bay mà bỏ 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 rồi bay bật dân chỉ bị thông chiến có biết trên giant đây collision dương mình nghe những khuyên thế là xa chỉ tôi tới dương operate nó không full duplex environment trên collision nó dừng vào bản khởi này. Nước lại này cứ cái trong ở dưới chế bị flowchart xâm rạp network access layer issue trên những ai perform show interface và tỏa mặt tiết yêu mơ tha interface app rồi có down trên bật sân chỉ không cả này để bị app dương trời mơ từ electromagnetic interference rồi còn noise bà sân chìa miễn như mù chó như check tập việc full duplex được hạ duplex ớt bà sân chìa ớt mình bánh hạ tế dân đá và ta bà sân chìa interference ớt ạp chứ những ai check size những ai check cable, những ai check connector việc khổ nhỏ ớt, việc lỗ ớt những ai verify speed và tổ mật tiết bà sân chìa nơi mình bánh hạ tế chứ lại document issue hai rồi nó sẽ chúng nói tiếp bấy dưới nâng riêng đồng phí secure remote access bên này dưới riêng đó secure remote access dưới nâng riêng là bỏ phí dùm khăn thì mỗi cứ tenet hay tiếp bí cứ SSH tenet cứ chia protocol remote access bên nhiều mối đại thực hành ở layer 4
port 23 nơi trong TCP Transmission Control Protocol. Hai vị cái protocol đã chắc đã not secure. Bạn sẽ chỉ dùng wire username và password. Đối với đây dùng bạn khởi nơi trong Wireshark Capture Engine. Dùng khởi ta username hay password cứ dùng ai mở khởi. Chúng mình đang tham vi admin security là bây giờ việc transfer packet ở viên point A tới căn point B đi. Bên nào đã dùng khởi bằng nhà hàng nữa tớ dùng miền solution mới tiết dùng ai pra pra SSH đảm bày thua remote access. SSH miền tu này thì đôi tenant và tại sao đã bị khó cứ thả ISH ai encrypt traffic that send through between administrator hay năng divide the user access. Nhưng đối xa tại head problem năng ấy bạn thì switch record router năng tựa bằng configure SSH tràn trên internet đối xa tại SSH we secure trên. Okay. Chúng ta sẽ verify thật ta switching support as a yard tam comment mùi nữa chứ tôi thử dương mình verify có mấy đài switch mùi chung luôn thông mà đã support SSH lớn lên the switch low level switch rồi có small business switch mà chung luôn bạn ad support SSH. Còn tại bản thân chỉ switch enterprise rồi có small business riêng của bản tích cứ nâng ai support SSH vậy dừng ai remote tam command line bạn chẳng cái này cứ chia instruction đảm bày configure SSH mở tới về riêng quen tích bản tại nhóm ai dạy đầy clay thì mỗi cứ dừng ta verify thả SSH support on. Ok tiếp đi dừng ta bật cắt IP domain name dừng riêng rồi bây giờ dừng bật SSH dừng ta nâng nông Cisco dừng ta bật IP domain name bằng mình chẳng thế về nào dừng bật cắt tiếp bây giờ dừng ta bật cắt OSA key pair chẳng là OSA key pair nâng trong bách nâng bên nào để dừng trong configure SSH tiếp buồn cái dừng ta bật cắt user authentication. User authentication ai bật cắt chỉ là local rồi có bật chỉ là remote authentication server. Bây giờ bật chỉ là local vì riêng nghĩa còn ta bật sân chỉ network dùng thống vì phải bật scale. Ok chẳng bàn authentication server ai prefer chỉ đòi dùng Pratacx Plus rồi có Radius dùng riêng được ngày khó nhận chúng ta đi pram cứ dùng trai configure line BTY. Line BTY xong khăn với vị trí virtual terminal. Line BTY nâng cứ dùng ai allow inbound tenant hay là SSH nâng ground line BTY nâng SSH bên này dùng bật cao viết cứ work nâng line BTY nâng ngay. Ok chứ nâng line BTY nhưng trai allow a via trong trai access user authentication nâng trong trai bạn vì ai ảnh nhạc để dùng SSH càng khai bạn step tiếp mỗi cứ dùng add specify version như trong SSH version 1 rồi có version 2 chẳng chẳng rồi bây giờ dùng configure rồi role hay dùng đăng IP đã pra nơi SVI nơi SVI bộ switch nâng dùng add bây giờ dùng add ping with score dùng add access SSH từ bản này bây giờ dùng thử chọn chẳng bây giờ access SSH cứ về trên như bạn này, về nền tia dùng log in username, tổng tiết về nền prompt, ở dùng bypass password. Bên này để dùng trong đăng form miễn và time SSH trong ngày vài prime comment mới này, show IP SSH trong việc prime dùng ngày thay encryption này để việc prime, hay ta session start bên này start đầu này kì. Chính những ai phát thiền nâng nâng nông packet tester bởi packet tester support fully support SSH configuration.
configuration basic គឺមានភាពប្រហែលគ្នានៅអានេះគឺជា basic មែនតើខ្ញុំគិតថាយើងបានរៀននៅក្នុង CCNA 1ហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយស្អីស៊ីជម្រៅទេនៅក្នុង online ហ្នឹងបង្កើត username បង្កើត console បង្កើត line vdy password ដូចជាដើម banner ក៏យើងបានរៀនហើយដែរពីមុនគឺ message of the day នេះគឺ save អូនៅក្នុងកន្លែងនេះក៏យើងបានរៀនពី CCNA មួយដែរនៅក្នុង dual stack topology បានន័យថាគឺជា topology ដែល support ពី IP version 4ផង IP version 6ផងអានេះគឺជា concept dual stack topology ជាងយើងប្រើបានទាំងពីរនៅក្នុងពេលតែមួយ IPv4 ផង IPv6 ផងកន្លែងនេះគេប្រាប់យើងអំពីការ configure router interface អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា router interface មានច្រើនប្រភេទពួក event connection មានច្រើនប្រភេទស្អីដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងនេះគេថាពួក series router ISO integrated service router មាន two integrated ethernet interface ហើយនឹង event connection ដែលអាច include type ដូចជា serial DSL cable ឬផ្សេងៗអញ្ចឹងដើម្បី configure វាជាទូទៅគឺយើងអាចដាក់ IP ឲ្យវាហើយ no shutdown យើងអាចនិយាយខ្លីប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ IP ឲ្យវា no shutdown interface នឹង up អូខេអញ្ចឹងដូចស្អីដែលយើងបានឃើញនេះបើយើងចង់ដាក់ IP ឲ្យ interface មួយហ្នឹងយើងចូលទៅកាន់ interface មួយហ្នឹងដាក់ប្រើ command interface giga ហើយដាក់ ID វាត្រូវទៅតាមទីយើងដាក់ IPIPv4, IPv6 ដូចគ្នាខុសតែ syntax ទេយើងអាចដាក់ description ពួកឯ description សំខាន់នៅពេល network មែនតើដោយសារយើងជា engineer យើង configure ហើយយើងចាំមែនពេលហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយយើងនឹងអាចភ្លេចមួយខែក្រោយពីរខែក្រោយយើងអាចភ្លេចជា description សំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើ network មែនតើជាពិសេសគឺ network medium to large I complete no shutdown បើអត់ no shutdown ទេវាអត់អាប់ទេវា shutdown by the default ចឹងកន្លែងនេះគឺជា syntax សម្រាប់ loopback ចឹង loopback interface ជាទូទៅវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុង lab environment គឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការ testing ដោយសារជួនកាលយើងអាចចាំបាច់ប្រើ computer doubt ញ៉ៃញ៉ៃទេយើងប្រើ loopback ដើម្បីធ្វើការ test connectivity ពេលណែអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនស៊ីជម្រៅទៅទៀត loopback អាចមាន advantage ច្រើនជាងការ testing ទៀតអូខេ loopback ពេលយើងបង្កើតមកវាដឹងតែ app ហី loopback អត់ចេះអត់ app ទេពេលយើងបង្កើតមក loopback មានអត្ថប្រយោជន៍ត្រង់ថាបើសិនជាមាន interface ណាមួយ down នៅក្នុង router ហ្នឹង loopback គឺមិន down ទេ loopback app រហូតលុះត្រាតែ router នឹង down បាន loopback down ហើយអានឹងជាអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនរបស់ loopback ពី direct copy physical interface ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថា interface loopback នេះគឺជា logical interface អញ្ចឹងដល់ចុងក្រោយគឺ verify directly connected network ចាំមានកំណត់មួយចំនួនដែលយើងអាច verify directly connected network ចឹង directly connected network ហ្នឹងគឺជា network ដែល connect directនៅលើ interface របស់យើងហ្នឹងបើស្អីយើងមាន network interface 2អញ្ចឹងអា2ហ្នឹងគឺវានឹង directly connected អូខេជាងអាចបើកំប្រោត command show ip interface brief show running config same thing ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅស្អីដែលយើងមិនឃើញយើង why command show ip interface brief យើងនឹងឃើញ directly connected interface ទាំង IPv4 ទាំង IPv6 នៅក្នុង command ហ្នឹងហើយយើងក៏អាចសង្កេតឃើញ link local ហើយនឹង multicast address ដែរនៅក្នុង command show ip version 6 interface giga 009 and it show run number show run ដែរប៉ុន្តែយើង specify តែ
configuration robot interface giga zone slash zone slash zone. Cái này cứ dùng verify route. Verify route đây là command IP show IP route nữa, bạn thấy chưa? Show full routing table. Robot router này chọn đường thay ta destination để dùng khởi trở lại. Chứ đi xây để dùng mang khởi nghĩa, bạn sẽ chỉ việc đặt directly connected, bạn thấy thay. Hãy interface này cứ chỉ interface để locate nơi lơ router toàn một. We are locate nơi remote network. Ok, bởi vì chỉ directly connected. Dừng lại mơ phía lại này, kita mấy, kita C hay L. C là mình thay local. L mình thay local, C mình thay connected. Dừng lại verify route bán, tăng comment mỗi nhắn. Mỗi tiết, bên này để dừng thuê cao lực comment line, chỉ tu tới. Bà dân chỉ router Google switch dương miền configuration tách ọt bánh hài. Và ta bà dân chỉ miền configuration chẳng. Dương trở thay đổi thí xác đầm bấy filter của miền nào để dương chọn bản. Ủa tiêu hoa dương chọn show interface 000. Khi dương ách filter rộp tại áp của miền nào nghe. Với của miền xin ọt trăm bạch xâm rạp dương. Nếu có nông command line dương miền bị buồn ấy. Dial sắp khăn. Thì mỗi section include, exclude hay nâng begin. Section mà này thang bên này để dương show run hay dương ra sẽ nhà pack hay dương đặt section hay dương đặt bị mỗi cứ bên nâng filter vô ta à section nâng mà show dương nhỉ. Nếu không include mà này thang bên nâng include align then match. Exclude cứ bên đang add include là để match begin cứ bên đang show app bị để dùng vay nên ở tại là để bắt đầu là bị để dùng vay nên cứ bên đang show này chính nè ở kia quan đang cần sắp nên bị dùng từ practice tool dùng cho bạn một lại này comment history chính là khung mê riêng năng dân miền Packet Tracer lab môi trường nguồn có miền lab đấy chính là khung mò chú năng dân riêng bàn tràn của xong đấy tôi chỉ môi năng switch hay năng router chẳng tí môi dân bàn riêng bị post bàn này thà chia step môi trường nguồn đào bây giờ switch dân boot up ta ta vừa cho step ấy khác dân bàn riêng là bị remote management tenant hay SSH đảm bảo ai sẽ switch nâng bàn bị dùng ngay dân riêng là bị full duplex communication hay nâng half duplex communication dân riêng là bị auto negotiation cứ auto MDX bàn này ta cross straight through cable hay nâng a crossover hay nâng straight through cable lên miền HSM can hay để ra sử dụng rừng router dân chlack check adapt nhưng các bạn riêng phong đáy bị nịa Ethernet ASH cả bạc cả Ethernet cả bạc cả ASH hai nâng dân riêng nằm bị lập biệp mơ IP lập biệp mơ feature CMC nếu cần ông router hay nâng switch. Nhưng nhóm xong chọc module tìm mỗi đài và nâng bản thân chính mình cũng khó chứ không gần lại nha xong ạ phải tục tục chứ muốn xong một con.